Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thông điệp cuộc sống của kênh Công nghệ Thông tin và Truyền thông VTC2, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Tháng 11 năm 2009, Vietnamcom 2009 sẽ nóng cùng 3G. Mobifone tiếp tục dẫn đầu về chất lượng. Chuyển nhà từ Yahoo 360 sang Facebook bằng phần mềm Việt. Ngày 23 tháng 6 tại Hà Nội, tập đoàn VNPT đã công bố sự kiện triển lãm công nghệ thông tin truyền thông Vietnamcom 2009. Năm nay Vietnamcom sẽ chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Việt Nam từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 11 với sự hiện diện của nhiều hãng công nghệ thông tin viễn thông lớn trong và ngoài nước. Là sự kiện viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông và điện tử lớn nhất tại Việt Nam, triển lãm hội nghị truyền thông quốc tế và các sản phẩm điện tử tại Việt Nam năm 2009 sẽ là điểm đến lý tưởng để các doanh nghiệp viễn thông trong và ngoài nước trình diễn công nghệ ứng dụng mới nhất. Theo ban tổ chức, việc Bộ Thông tin và Truyền thông công bố chính thức chủ nhân của 4 giấy phép 3G vào tháng 4 năm nay và ngay sau đó các doanh nghiệp viễn thông của Việt Nam là Vinaphone, Mobilephone, Viettel và liên doanh EVN Telecom Vietnam Mobile đã quyết định đầu tư hơn 2 tỷ đô la vào công nghệ 3G trong 3 năm tới, là một yếu tố quan trọng tạo ra diện mạo mới cho Vietnamcom 2009. Việc triển khai 3G, các sản phẩm phát triển hạ tầng cơ sở liên quan, thiết bị đầu cuối, các chương trình ứng dụng, dịch vụ giá trị gia tăng, các sản phẩm nội dung thông tin số, các phương tiện và giải trí sẽ là những điểm nhấn thu hút sự quan tâm nhiều nhất trong sự kiện lần này. Các nhà khai thác nước ngoài cũng kỳ vọng vào cái việc hợp tác với Việt Nam sau khi mà Việt Nam được nhà nước cấp phép 3G cho các doanh nghiệp. Và chắc chắn là hiện nay tôi biết là các doanh nghiệp đang chuẩn bị rất tích cực xây dựng hạ tầng để triển khai 3G. Nên là triển lãm lần này sẽ demo các cái sản phẩm và các dịch vụ 3G gần như các nhà triển lãm lớn ở nước ngoài như là Franteco hoặc là Huawei thì cũng đã đưa ra các giải pháp 3G để ứng dụng ở Việt Nam. Và tôi cho là cái 3G khi mà triển khai Việt Nam thì cũng sẽ thúc đẩy cái nội dung công nghệ thông tin phát triển và các dịch vụ giải trí cũng như dịch vụ phát thanh truyền hình và các dịch vụ tiện ích trên cái hệ thống di động cũng sẽ phát triển. Bên đợt này nó VMT thì cũng được cấp phép hai cái giấy phép 3G cho Mobifone và Vinaphone. Hiện nay thì hai doanh nghiệp này cũng đang rất tích cực chuẩn bị cơ sở hạ tầng cũng như ký hợp đồng với các hãng cung cấp thiết bị quốc tế để mà triển khai. Và nếu không thì thay đổi thì theo tôi được biết là Bộ Thông tin Truyền thông dự định là tháng 7 sẽ cấp giấy phép chính thức. Nếu như cái lộ trình đúng như vậy thì chắc chắn là cái triển lãm này thì cái dịch vụ 3G sẽ được demo và sẽ được triển khai ở Việt Nam và người dân sẽ được sử dụng các sản phẩm dịch vụ 3G. Ngoài ra, chính sách chiến lược quốc gia để Việt Nam trở thành một đất nước phát triển trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông thông qua tăng cường ứng dụng các công nghệ hiện đại trong nhiều ngành công nghiệp cũng được phản ánh rõ nét tại Vietnamcom 2009 như băng rộng, hội tụ mạng cố định và di động, dịch vụ quản lý, hệ thống quản lý và chăm sóc khách hàng, hạ tầng thống nhất và các thiết bị liên quan. Ngoài ra thì các dịch vụ băng rộng hiện nay thì cũng đang rất tích cực phát triển và chắc chắn là hiện nay cái hội tụ công nghệ, cái tích hợp giữa viễn thông và phát thanh truyền hình cũng phát triển. Tôi được biết ví dụ như là trong vòng 1-2 ngày tới thì Thanh Hóa cũng sẽ triển khai cái hợp tác với VTC để triển khai cái dịch vụ IPTV ở viễn thông Thanh Hóa trên cái nền băng rộng. Trên đôi dây cáp điện thoại bằng thì có thể cung cấp một lúc là dịch vụ thoại, dịch vụ internet, dịch vụ IPTV hoặc là nếu không thì thay đổi thì cũng sắp đến thì cũng trong năm nay thì VMT cũng sẽ cung cấp cái dịch vụ IPTV ở các địa phương trong cả nước và đặc biệt là hiện nay thì cái công nghệ truyền hình HD cũng đang phát triển thì đây cũng là cơ hội để mà các doanh nghiệp viễn thông cũng sẽ phối hợp để mà triển khai các dịch vụ một cách tốt nhất cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, Vietnamcom và Vietnam Electronics 2009 sẽ vẫn giữ vai trò là cầu nối lý tưởng cho các bên tham gia trao đổi công nghệ mới nhất của mình, cập nhật tin tức thị trường, chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh và thiết lập mạng lưới chuyên gia đầu ngành thông qua việc tổ chức các hội thảo chuyên ngành diễn ra song song cùng với các hoạt động của triển lãm như cơ hội và thách thức trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế và xu hướng phát triển của ICT, đổi mới công nghệ và những ứng dụng trong sản xuất kinh doanh và đời sống.